Wow, rất là dễ thương cua nghe. Cua bự kìa. Ê, kẹp tôm. Ê, nó kẹp con cá kìa. Đó, chắc này kêu đi đổ đó mà không chịu. Hippie movement. Kẹp tôm với cắt luôn anh. Công nhận ham thì chứ. Kẹp thêm tôm, thêm cá nữa. Rồi cột lại đi. Gặp tôm. Quay. Nhém gặp lại. Đó, ăn tôm đồng với xinh gái này mọi người thấy không? Đó, nó bò đó. Lên đá ăn đó. À. Mời mọi người nha, mình đi đổ đói cho ổng là cái này về là 11 giờ 15 phút. Ông nói cho mình tôm mì cay, toàn là tôm con luôn. Đói bụng mọi người, hồi chiều chưa ăn cơm á, đi đám gì đâu ăn gì đâu.